kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần tin trong nước với các nội dung đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Brazil. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về phương án phân bổ số thu vượt ngân sách năm 2007. Thành phố Hồ Chí Minh meeting kỷ niệm 53 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tin thế giới có các tin. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến các nước châu Á. Người Bosnia Gorsepia biểu tình phản đối Kosovo tuyên bố độc lập. Cuộc khủng hoảng con tin tại Colombia. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Trước những bước phát triển của nền kinh tế hội nhập, Việt Nam luôn được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Là thành viên thuộc tập đoàn Anticor của Mỹ đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Mới đây, Amway Việt Nam vừa chính thức triển khai hoạt động tại thị trường Việt Nam dựa theo hình thức bán hàng trực tiếp. Việc làm này đã góp phần làm tăng thêm sự đa dạng về các loại hình mua bán trên thị trường. Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có khoảng 57 triệu người thường xuyên giao dịch với các công ty bán hàng trực tiếp và doanh số của ngành bán hàng trực tiếp lên đến hơn 107 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nằm trong kế hoạch phát triển, sau khi khánh thành nhà máy sản xuất với vốn đầu tư hơn 14 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai vào tháng 10 năm 2007, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam đã chính thức công bố triển khai hoạt động. Để đánh dấu cho việc chính thức tham gia vào thị trường Việt Nam, Amway sẽ tổ chức một chương trình giới thiệu sản phẩm và cơ hội kinh doanh từ ngày 27 tháng 2 đến 4 tháng 3 tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong thời điểm này, Amway sẽ đưa ra 15 loại sản phẩm đầu tiên của công ty sản xuất, bao gồm sản phẩm chăm sóc cá nhân, vệ sinh gia dụng, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Là hoạt động bán các sản phẩm tiêu dùng hoặc dịch vụ theo hình thức giao dịch giữa các cá nhân mà không cần địa điểm bán lẻ cố định. Bán hàng trực tiếp giúp người tiêu dùng có thể mua hàng ngay tại nhà và các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng được điều chỉnh để phù hợp với từng cá nhân. Được biết, trong năm 2008, Amway Việt Nam sẽ đưa ra hơn 40 chủng loại sản phẩm phục vụ thị trường.